Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ rất nhiều người trên thế giới đều được biết cái tin là Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt. Ông ấy vẫn bình yên, sức khỏe đã ổn định được rồi sau khi có 8 tiếng súng nổ. Ông ấy bị xước qua cái mang tay bên tay phải, nhưng mà rất tiếc là có một người thiệt mạng và một người thì đang bị nguy kịch, là người dân thường đó các bạn. Và cái người mà bắn thì bị chết tại chỗ, không biết là người ấy tự sát hay là bị nhân viên mật vụ bắn chết. Nhưng mà hình ảnh của ông Trump làm cho chúng ta phải khâm phục cái sự chiến đấu của ông. Thật ra tôi cũng nhìn cái hình ảnh ông bị bắn á, và cách nói chuyện và cách đứng lên của ông á các bạn, làm tôi cũng rất là cảm phục, rất là cảm động luôn các bạn. Đây là những cái hình ảnh mà sau khi mà ông bị người ta bắn đấy các bạn. Khi mà nhân viên mật vụ dìu ông lên và ông đã đưa tay lên chiến đấu, có nghĩa là không bị ngã gục đó các bạn. Rất là kiên cường. Mặc dù ai đó có muốn ổng hạ bệ ổng hay là muốn ổng như thế nào, không muốn ổng ra tranh cử tổng thống, nhưng mà đối với là tinh thần thép, đây là hình ảnh đẹp đây nè. Những người mặc phụ đưa ổng ra cái xe bọc thép, trên đường đi ra ổng vẫn đưa cái tay nắm đấm của mình lên với là cái lá cờ của nước Mỹ. Đây là sự biểu hiện của anh hùng. Một vị tổng thống không chịu khuất phục trước bất cứ cái thế lực nào, dầu họ có muốn tước đi cái tánh mạng của ông, nhưng ông ấy không chịu khuất phục, ông ấy vẫn chiến đấu cho nước Mỹ. Phải nói là tinh thần của ông Trump rất là vĩ đại các bạn. Lúc nào ông ấy cũng muốn lo cho đất nước Mỹ mà thôi. Đây là những cái hình ảnh mà tôi thấy là phục ông thiệt á. Lúc mà ông đứng lên á, thì đây là cái hình ảnh mà mình phải nói rằng là phải khâm phục ông. Ông đưa cái tay nắm đấm, muốn cho kẻ thù biết rằng là ông không phải là một người dễ dàng để chịu khuất phục trước những tình huống như thế này đâu. Ông sẽ chiến đấu cho người Mỹ, cho nước Mỹ tới hơi thở cuối cùng. Và hiện giờ ổng đang trên live luôn các bạn ha. Ổng nói với lại tất cả mọi người là tôi là tổng thống cũ, former Trump, President Trump á. Tôi bị bắn xuyên qua lỗ tai. Ông Trump bị bắn tại cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania vào ngày hôm nay, có nghĩa là ngày 13 tây tháng 7. Viên đạn xuyên qua vành tai nhưng cựu tổng thống vẫn an toàn, tay súng đã bị hạ. Như vậy là mật vụ của những người mật vụ á đã hạ gục cái tay súng này. Và ông Trump đã lên tiếng sau vụ nổ súng. Tôi bị một viên đạn xuyên qua phần trên tay phải, của Tổng thống Donald Trump lần đầu lên tiếng sau khi bị bắn tại cuộc vận động tranh cử. Thật không thể tin được hành động như vậy lại có thể xảy ra tại đất nước của chúng ta. Và nói là ông Trump mạng thiệt lớn luôn các bạn. Các bạn nghĩ từ cái vành lỗ tai bên tay phải và vô tới cái đầu, cái óc của mình á, thì bao nhiêu xa? Một chút xíu vậy thôi. Chỉ cần cái viên đạn đi một chút xíu nữa thôi là mất mạng liền. Phải nói là ông Trump rất là mạng lớn luôn. Tôi muốn bày tỏ lòng thương tiếc tới gia đình khán giả bị thiệt mạng tại hiện trường, vẫn lo cho người dân. Bởi vì có nhiều cái tốt từ ông Donald Trump lắm mà nhiều người ta không nhìn thấy được. Ông rất là tốt. Để hôm nào mình rảnh, hoặc là mình sẽ có một clip nào đó mình sẽ nói về ông Donald Trump. Ông rất tốt các bạn, nhưng nhiều người không biết đâu. Có những cái tốt ông làm nhưng ông không nói cho người ta biết. Sau này lúc trước tôi không biết, sau khi tôi tìm hiểu thì những việc làm của ông đáng được vinh danh. Nhưng ông làm để giúp đỡ, làm thiện nguyện, vẫn giúp đỡ trong âm thầm lặng lẽ mà thôi. Ông bày tỏ sự thương tiếc đối với lại
gia đình của khán giả đã bị thiệt mạng tại sự kiện, cũng như gia đình của người bị thương, tại vì có hai người, một người khán giả bị thiệt mạng và một người bị thương. Ông cho biết thêm trên mạng xã hội: đến giờ chúng tôi cũng chưa biết gì về tay súng đã chết đó. Ông Trump cũng cho hay rằng ngay lập tức biết có điều không ổn khi nghe cái tiếng rít, tiếng nổ. Ngay sau đó tôi cảm thấy viên đạn nó xước qua da thịt của mình. Máu chảy nhiều nên tôi chỉ biết điều gì đang xảy ra và Chúa có phải là đang phù hộ nước Mỹ hay không. Tại vì khi mà viên đạn nó xước qua, cái ông nói quá sắp mình, quá sắp mình. Quý vị còn nghe cái vụ đó chưa không? Công tố viên tại Berkeley thì cho hay rằng thời điểm này giới chức cũng chưa có bất cứ cái thông tin nào về danh tánh và động cơ của nghi phạm nổ súng. Hiện trường đang rất là hỗn loạn, mọi thứ đang rối tung lên. Giới chức không rõ còn bao nhiêu người tại hiện trường sau vụ nổ súng. Tại hạt Berkeley nằm ở phía bắc của hạt Allegheny, nơi của thành phố Pittsburgh, hạt này có khoảng 65% cử tri là người ủng hộ đảng Cộng Hòa, nhiều người sống ở vùng nông thôn. Donald Trump Jr., con trai của ông Trump, cho biết anh đã nói chuyện với cha mình qua điện thoại sau khi mà có cái vụ nổ súng này. Và con trai của ông ấy cũng nói với tất cả mọi người là tinh thần của cha của mình thì hiện giờ rất là tốt. Ông ấy sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu để cứu nước Mỹ, bất kể là phe cánh tả, cấp tiến có làm gì chống lại với là ông ta. Tỷ phú Elon Musk là xe Tesla đó các bạn, cũng chia sẻ trên mạng X hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Trump và hy vọng ông ấy sớm bình phục. Đăng kèm video ghi lại cảnh tượng của cựu Tổng thống giơ nắm tay cao lên khi được nhân viên mật vụ hộ tống ra khỏi hiện trường. Là cái hình ảnh này nè các bạn, hình ảnh này phải nói là sẽ ghi vào lòng khán giả cho tới mãi mãi luôn. Mặc dù ông bị bắn nhưng mà vẫn không sợ tính mạng của mình. Vẫn không sợ trước cái những họng súng có thể đâu đó. Ông ấy vừa đi ra nhưng mà vẫn đưa cái hình mình ra, đưa cái thân thể mình ra và đưa cái nắm đấm, là ông nói ông sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cho đất nước Mỹ. Và biểu tượng kế bên là cây cờ của nước Mỹ. Phải nói là một hình ảnh rất là đẹp luôn. Và hình như nghi phạm là một tay súng bắn tỉa. Những nguồn tin thực thi pháp luật cho biết nghi phạm nhiều khả năng là nổ súng từ một cái mái nhà bên ngoài địa điểm tổ chức của cuộc vận động tranh cử, chứ không phải là ở trong sân nghe các bạn hay. Nhiều nguồn tin cho hay dường như là một tay súng bắn tỉa, dù các bằng chứng chưa có được rõ ràng. Công tố viên tại hạt Berkeley Richard Goldinger nói kẻ nổ súng ở trong tòa nhà liền kề với lại cái khu đất mà được tổ chức cái khu vận động đó các bạn. Có nghĩa là cái khu vận động và tổ chức á, thì người dân tới đó, ông tổng thống tới đó, nhưng mà người này ở cái khu nhà kế bên đó, kế cái khu mà sân vận động đó. Nhưng mà họ cũng chưa có biết thêm nhiều về thông tin của nghi phạm. Tòa nhà cách sân khấu vài trăm mét và sẽ cần đến một khẩu súng trường. Và bây giờ chúng ta nghe cái ông mà lù khù tổng thống nước Mỹ 4 năm, ông Biden này, ông nói cái gì nghe. Ông này thì khi mà từ hồi 4 năm nay, ông chả làm được cái gì cho đất nước Mỹ hết. Quý vị thấy ông làm được cái gì? Không có làm được cái gì hết trơn. Toàn là thừa hưởng lại những chính sách, những cái gì của ông Tổng thống Trump để lại thôi. Tôi đã nghe được báo cáo về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của Donald Trump ở Pennsylvania, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi biết ông ấy an toàn và khỏe mạnh. Không biết có phải không, hay là mèo khóc chuột đây. Tôi đang cầu nguyện cho ông ấy, gia đình và tất cả những người có mặt tại cuộc vận động trong khi chờ đợi thêm thông tin về sự việc. Tổng thống Joe Biden phát biểu sau sự cố.
Ông Biden cảm ơn nhân viên sở mật vụ đã đảm bảo an toàn cho ông Trump. Mỹ không có chỗ cho bạo lực loại này. Chúng ta cần phải đoàn kết và lên án đó. Ông Biden nói như thế. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden cho biết họ đã dừng mọi hoạt động truyền thông và tìm cách gỡ những quảng cáo truyền hình công kích ông Trump sau vụ nổ súng. Có nghĩa là hai bên mà đang tranh cử tổng thống có những cái giây phút mà quyết liệt với nhau trên sân khấu đó các bạn. Bây giờ những cái quảng cáo mà cho ông Biden hay là tấn công ông Trump mới được gỡ xuống hết sau khi nghe hay tin ông Trump bị ám sát. Điều tra theo hướng âm mưu ám sát. Theo nguồn tin của AP thì cho hay vụ nổ súng đang được điều tra theo hướng là âm mưu ám sát. Chắc chắn luôn á. Hai quan chức cho hay tay súng không phải là người giữ cái sự kiện tranh cử mà ở bên một cái dãy nhà khác cách đó mấy trăm mét. Sau khi tiếng súng vang lên, các thành viên đội chống tấn công viết tắt là CAT thuộc sở mật vụ Mỹ đã lùng sục và tiêu diệt nghi phạm. Tổng thống Biden cho hay ông đã nhận định về việc nổ súng có phải là âm mưu ám sát hay không, nhưng thêm rằng ông chưa có đủ dữ liệu để đưa ra những cái bình luận của mình. Tôi chưa có đủ thông tin, ông Biden nói. Tôi muốn bảo đảm chúng ta có đủ mọi bằng chứng trước khi đưa ra lời phát biểu. CAT là một nhóm đặc biệt tinh nhuệ của mật vụ Mỹ sử dụng các loại vũ khí hạng nặng và luôn theo sát tổng thống cũng như các ứng cử viên tổng thống hàng đầu. Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm nhanh chóng vô hiệu hóa các mối đe dọa trong các mật vụ để tập trung các việc bảo vệ và sơ tán những nhân viên tới nơi an toàn. Ông Trump hiện giờ đang rất an toàn. Theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cho biết là ông Stephen Chun. Tổng thống hiện nay thì rất là an toàn, vẫn ổn, khỏe và ông đang được kiểm tra tại một sở y tế tại địa phương. Tổng thống Trump cảm ơn lực lượng hành pháp và an ninh đã phản ứng nhanh chóng với hành động ghê tởm này. Nhưng mà chúng ta nghe lại lúc đầu tiên nghe tiếng súng băng hằng vậy á. Thì lúc đó ông Trump cũng vẫn còn không biết chuyện gì ở dưới hay là ở đâu. Ông vẫn nói cái câu là what's happened. Có nghe chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Thì nghe băng hằng nữa là một viên đạn đã sượt qua cái mang tai của ông. Đây là phải nói rằng mình nói theo kiểu Việt Nam mình đó các bạn, là gia tiên ông bà phù hộ cho ông Trump á, là kêu bằng là ông bà của ông Trump là phù hộ cho ông ấy. Viên đạn chỉ sượt qua cái mang tai thôi, chỉ cần mà xê lên chút xíu nữa thôi là không biết chuyện gì xảy ra cho nước Mỹ nữa. Ông Biden ở Nhà Trắng thì lại nói rằng tôi cảm thấy kinh hoàng trước những gì xảy ra tại cuộc vận động của ông Trump tại Pennsylvania và nhẹ nhõm khi biết rằng ông ấy an toàn. Bạo lực không thể nào xảy ra tại đất nước Mỹ này, ông ấy nói như thế. Cựu chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi cũng lên án vụ nổ súng nhắm vào ông Trump. Từng có thành viên gia đình là nạn nhân của bạo lực chính trị, tôi hiểu hơn ai hết. Bạo lực chính trị không có chỗ trong xã hội chúng ta. Bà Pelosi viết trên trang X. Tạ ơn Chúa ông Trump không sao. Khi chờ đợi thêm thông tin, chúng ta hãy cầu nguyện rằng tất cả những người dự cuộc vận động của cựu tổng thống đều an toàn. Bà Pelosi thì chúng ta cũng biết rằng là bà này lúc nào cũng chống lại với ông Trump và có những cái hành động khiếm nhã với ông Trump nữa, như là ai cũng chúc mừng ông Trump khi mà đắc cử tổng thống thì bà ta quánh mặt làm ngơ chỗ khác, hoặc là những cái tờ giấy tôi nhớ là một cái hồ sơ dễ đưa cho bà ta, ông Trump đưa thì bà ta xé hết. Bà ta có một cái thái độ đến ông tổng thống Trump nhiều lắm. Cái những lời nói của bà ta thì con đường chính trị mà các bạn biết, đôi lúc mèo khóc chuột, rồi chuột thì không thể khóc mèo. Vâng, sau khi cái chuyện việc đã xảy ra thì một tay súng đó thì bị vô hiệu hóa và một khán giả đã thiệt mạng cũng như là những bản tin đã đưa.
Công tố viên hạt Butler là Richard Goldinger cho biết tay súng đã bị bắn chết, một khán giả dự sự kiện vận động tranh cử thiệt mạng và một người đang nguy kịch. Nguồn tin của Sở Mật vụ Mỹ nói rằng nghi phạm nổ súng bị lực lượng mật vụ vô hiệu hóa liền. Sở Mật vụ, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ của Tổng thống, thông báo ông Trump vẫn an toàn và các biện pháp cảnh vệ đang được áp dụng xung quanh ông sau sự cố. Sở Mật vụ đang điều tra và sẽ có thông tin được công bố sau. Một tiếng súng vang lên khi cựu Tổng thống Donald Trump đang vận động tranh cử trên sân khấu tại Butler. Đây là một cuộc vận động tranh cử cuối cùng của ông Trump trước Đại hội Đảng Cộng hòa tại Milwaukee vào ngày 15 tháng 7 tới nữa. Cựu Tổng thống Trump nhăn mặt và đưa tay lên cái bên tay phải của mình, ngay bên tay phải á, rồi cúi xuống sau khi sau cái buộc phát biểu, các mật vụ nhân chứng xuất hiện và đỡ ông Trump dậy với một vết máu ở trên tay. Và khi dìu ông ta ra tới cái chiếc xe bọc thép á, những hình ảnh này là những hình ảnh mà chúng ta phải nói rằng khó mà quên được. Ông ấy vẫn chiến đấu cho nước Mỹ. Đưa cái nắm đấm lên, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu cho đất nước Mỹ. Theo như nhiều người mà bị ám sát hụt gì đó các bạn, thì người ta sẽ đẩy lên liền, chứ người ta không để ông Tổng thống đi với lại cái thân hình của mình như vậy thì dễ vào lọt vào cái tầm ngắm của một ai đó nữa các bạn ha. Nhưng ông Trump thì không sợ, ông ấy vẫn dạt mấy người kia đi ra và ông đưa cái nắm đấm ông lên ta lên để cho tất cả mọi người dân ở đó thấy rằng là ông vẫn an toàn, vẫn khỏe và vẫn chiến đấu cho tất cả mọi người cũng như nước Mỹ. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và mình sẽ liên tiếp cập nhật về tin tức của Tổng thống Trump đến với các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.